Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật TP.HCM. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 6, theo nguồn tin của PLO, Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng trong một căn nhà bốc cháy ở địa phương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 26 tháng 6, người dân phát hiện căn nhà của anh HVB, 32 tuổi, ngụ ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, bốc cháy nên tìm cách phá cửa để dập lửa. Sau đó, người dân phát hiện anh B và vợ là chị T, 23 tuổi, đã tử vong nên gọi báo cơ quan chức năng. Qua điều tra ban đầu, nghi vấn do mâu thuẫn nên anh B mua dầu về chốt cửa nhà và đốt khiến cả hai tử vong. Thời điểm xảy ra vụ việc, tại nhà chỉ có anh B và chị T, con cái ở bên ngoại. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng 26 tháng 6, tại căn nhà 2 tầng địa chỉ số 88, ngõ 379, tổ 3, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai người là vợ chồng thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 10 phút cùng ngày, khi phát hiện đám cháy tại căn nhà 2 tầng ở địa chỉ trên, người dân địa phương đã báo tin đến Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thái Nguyên. 15 phút sau, khi nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy. Đám cháy sau đó được khống chế, hai người bị mắc kẹt được đưa ra ngoài đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Căn nhà cao 2 tầng, nơi xảy ra vụ cháy có diện tích xây dựng khoảng 100 m² trên một sàn. Công năng nhà sử dụng để ở và làm văn phòng của công ty chuyên kinh doanh sản phẩm vòng tay và hương trầm. Thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà có 6 người, trong đó 4 người tự thoát nạn, 2 người mắc kẹt và hiện tại đã tử vong. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy khiến 3 cháu bé tử vong ở Đà Lạt, nhân chứng nghe tiếng la thất thanh. Trưa ngày 24 tháng 6, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an thành phố Đà Lạt và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn khiến 3 cháu nhỏ tử vong xảy ra trên địa bàn. Liên quan vụ việc trên, người dân quanh khu vực hiện trường cho biết lửa bùng phát nhanh và nghe tiếng la hét, cầu cứu của các cháu. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà trên đường Nguyên Phi, Ỷ Lan, phường 7, thành phố Đà Lạt. Một người dân sống cạnh căn nhà xảy ra hỏa hoạn cho biết, khi anh đang làm việc ở nhà có nghe tiếng la hét của trẻ em ở căn nhà kế bên. Anh kể lại, lúc anh chạy ra, phát hiện ngọn lửa trong nhà đang bốc lên nhưng cửa ngoài bị khóa. Anh dùng nước phun vào trong nhưng nước quá yếu không thể dập được ngọn lửa. Ít phút sau, anh không còn nghe tiếng la hét của các cháu nữa. Trưởng ban chỉ huy quân sự phường 7 cho biết, ngọn lửa tại căn nhà bùng lên và chỉ đến khi xe cứu hỏa của cảnh sát tới mới hoàn toàn chế ngự đám cháy. Thông tin ban đầu 3 cháu bé thiệt mạng gồm 2 bé trai 1 và 6 tuổi, 1 bé gái 4 tuổi. Các cháu được mẹ là Đỗ Thị T, tên viết tắt, 30 tuổi ngụ tỉnh Bình Thuận, đưa lên thăm bà ngoại đang giúp việc cho chủ căn nhà trên. Theo cơ quan chức năng, chiều tối ngày 23 tháng 6, 4 mẹ con chị T mới lên tới nhà trọ thăm bà ngoại. Sáng ngày 24 tháng 6, chị T khóa cửa ngoài căn nhà gỗ phía sau để đi mua sữa cho con thì xảy ra cháy. Nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa cùng nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, phòng trọ bị khóa, lực lượng chức năng phải phá khóa dập lửa. Một số người dân cho hay, 3 cháu nhỏ được mẹ đưa từ Ninh Thuận lên Đà Lạt chiều ngày 23 tháng 6, chuẩn bị về thăm quê ở Nghệ An thì gặp chuyện không may. Mẹ các cháu trong lúc nấu nướng đã tranh thủ đi mua bỉm, sữa, có thể lo cho an toàn của các con nên đã khóa trái cửa. Ông Nguyễn Thái Học, quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng ông Nguyễn Ngọc Phúc, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Đặng Quang Tú, chủ tịch thành phố Đà Lạt và lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ cháy. Quyền bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng giao lãnh đạo thành phố Đà Lạt xác định rõ nhân thân, gia cảnh của 3 cháu bé để kịp thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các cháu. Hiện Công an thành phố Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Vụ cháy tại Định Công Hạ, Hà Nội chỉ đạo điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 207 Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, xảy ra vào tối ngày 16 tháng 6. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm hỏi, động viên đối với gia đình các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố, đảm bảo kịp thời theo quy định. Công an thành phố, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là chỉ thị 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 25 ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết số 26 ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố, Công điện số 04 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, tự trang bị lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm để phòng ngừa sự cố, giảm nguy cơ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương nghiêm túc thực hiện. Trước đó vào hồi 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6 xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản tại địa chỉ số nhà 207 phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngay khi nhận được thông tin báo cháy, Công an thành phố Hà Nội đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, cảnh sát 113, công an quận Hoàng Mai, công an phường Định Công cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố, lãnh đạo quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện trường ngôi nhà cháy ở Địch Công Hạ làm 4 người tử vong. Ngôi nhà cháy cao 6 tầng một tum, trong đó từ tầng 1 đến tầng 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên để ở. Ngọn lửa ngụt ngụt bùng lên từ tầng 4 khiến 4 người trong một gia đình ra đi mãi mãi. Sống cách ngôi nhà bị cháy ở Định Công Hạ chỉ 3 căn, anh Trần VD, tên viết tắt cho biết khi xảy ra cháy, nhiều người dân tìm cách xông vào nhà nhưng lên đến tầng 3 thì không thể lên được tiếp nữa, chỉ biết chi hô vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt ở trên đó. Lúc đó là hơn 6 giờ, khói đêm bốc ra nghi ngút, khoảng 30 phút sau, lửa bùng lên, chúng tôi không biết làm thế nào. Thì có cậu thanh niên chạy từ bên trong ra rồi hỏi, mẹ em ra chưa? Anh D kể lại. Cũng theo anh D, căn nhà bị cháy ở Định Công Hạ là nhà thuộc sở hữu của những người bị nạn. Còn theo chị Nguyễn TH, tên viết tắt, ngay khi phát hiện cháy, người dân đã gọi công an, cùng với đó là xách xô chậu đi dập lửa. Cũng theo chị H, khu vực này gần doanh trại quân đội, số lượng các anh bộ đội tham gia cứu hỏa rất đông nhưng họ lại mắc kẹt ở trên cao. Trong khi cách thiết kế của ngôi nhà khiến mọi người rất khó tiếp cận được tầng trên, tôi không nghe thấy tiếng kêu cứu vì người bị nạn ở trên cao quá, cũng không rõ là có bao nhiêu người mắc kẹt, nhưng tôi có nhìn thấy bàn tay đưa ra từ tầng 6, kèm theo đó là vẫy đèn pin để ra hiệu kêu cứu. Tôi rất lo lắng, chỉ mong có phép màu. Lúc đó khoảng 6 giờ 15, chị Hát nói. Được biết, tầng 1-2 của ngôi nhà chất kín hàng hóa, gồm sơn, keo, máy bơm, vật liệu xây dựng nên gây khó khăn cho việc thoát nạn và công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Khu vực tầng 1 kê các kệ sắt cao và bày hàng loạt máy móc, thùng sơn, xếp kín các lối đi phục vụ cho việc kinh doanh. Tầng 2, 3 là kho chứa hàng hóa, tầng 4, 5 là phòng ngủ của gia đình, tầng 6 là bếp và phòng khách, tầng tum là phòng thờ và sân phơi. Khuya ngày 16 tháng 6, lực lượng công an đã khẩn trương khám nghiệm, điều tra vụ cháy khiến 4 người cùng nhà tử vong ở Định Công Hạ, thành phố Hà Nội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.